phệ hồn tông tu luyện đều là vong hồn thuật trời sinh nhiễm tử khí mà xuân chi sinh khí này chính là cùng bọn họ tương sinh tương khắc hết sức áp chế hắn vừa tiến vào xuân chi kết giới liền cảm thấy không thoải mái cũng chính bởi vì nguyên nhân này chỉ là run dế cũng dám động thủ nguyên khí trong đan điền hắn xoay một cái hết thảy xuân khí tức toàn bộ từ trong thân thể liên tục bại lui đi ra những dây leo kia càng là trực tiếp hóa thành bột phấn hơi thở của cái chết tàn ra bốn phía lập tức trở nên hơi âm lãnh hai người phùng thích cũng chịu ảnh hưởng nhìn trương thiệu thiên tiến đến vội vàng lui ra lý vân tiêu ở trong nháy mắt trương thiệu thiên mở ra ràng buộc liền một trưởng vỗ ở trên chiến xa đầu ngón tay nhanh chóng vẽ ra phù hiệu từng luồng từng luồng sức mạnh từ trong những phù hiệu kia cấp tốc tàn ra từ trên chiến xa vọt tới bên ngoài toàn bộ chiến xa đột nhiên hoảng hốt trong mắt lý vân tiêu lộ ra vẻ đại hỉ thầm nói quả nhiên trương thiệu thiên đại kinh vội vàng một trưởng vỗ lại đây kình phong xạ phá không khí nhanh như chớp giật nhưng vẫn chậm một bước trực tiếp xuyên qua hổ vương chiến xa lưu lại hình bóng rơi vào xa xa nổ bề ra sư huynh chuyện gì xảy ra bọn họ chạy trốn một tên sư đệ lòng vẫn còn sợ hãi nói vừa nãy ở dưới hai người phùng thích đột nhiên làm khó dễ suýt chút nữa nhất chiêu cũng không đỡ nỗi liền bỏ xuống giờ khắc này sắc mặt tái nhợt dị thường khó coi lúc trước loại ngạo khí kia hoàn toàn không có còn không phải là các ngươi quá rác rưởi Trương Thiệu Thiên giận mắng một câu, nói: "Nếu không phải vì cứu các ngươi, bọn họ há có thể từ trong tay của ta đào tẩu? Bất quá." Khuôn mặt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng, trong con ngươi tinh quang lấp lóe, đắc ý nói: "Ta đã ở trên chiến xa này lưu lại ấn ký, vừa vặn đuổi theo bọn họ phá vỡ trận này, đến thời điểm lại đem bọn họ chụp tới rút hồn thủ bảo." Hồ Vương chiến xa ở dưới trận pháp của Lý Vân Tiêu tác dụng, trực tiếp từ trong xuân chi kết giới biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa bốn phía dĩ nhiên là một mảnh hoang mạc, không một bóng người. Thái Dương Lăng không bắn xuống, ngay cả bọn họ là vũ giả, cũng cảm thấy da rẻ có chút đâm nhói. Nơi này là... Diệp Phàm mở mắt ra, chỉ cảm thấy con mắt có chút đâm nhói, trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn không nhịn được hỏi lên. Lý Vân Tiêu cười nói, ta quả nhiên không đoán sai, nơi này là hạ trì kết giới. Nơi này quả nhiên là bốn mùa nối liền cùng một chỗ, lần này đúng là phiền phức, nếu không phá vỡ sẽ tuần hoàn đền đáp lại vĩnh viễn đi không ra mảnh ảo cảnh này vậy làm sao bây giờ ngươi lúc trước không phải nói có một biện pháp phá giải trận pháp sao phùng Trư vội vàng hỏi lý vân tiêu không đáp mà là chuyển hướng diệp phàm hỏi ngươi hiện tại cảm ứng làm sao diệp phàm nhắm hai mắt hơi nhận biết lắc đầu nói hoảng hốt bất định có chút khó có thể dự đoán như vậy a à, vậy chúng ta liền không cần phải gấp gáp đam mỹ hải hắn vươn tay ra, lòng bàn tay nhảy lên hỏa diễm, động lòng nói. Nơi này tất cả đều là địa chi quy tắc ngưng tụ thành, đại gia dốc lòng cảm ngộ một thoáng, ở đây tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Tu luyện Con ngươi phùng trư đều lồi đi ra, kêu gào nói. Hiện vào lúc này, còn có tâm tư tu luyện. Lý Vân Tiêu cười nói. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Loại ảo cảnh này chư vị có thể đời này cũng không gặp được lần thứ hai. Hơn nữa đằng quang muốn bày xuống kết giới bốn mùa, sợ là bỏ qua không ít bảo bối làm mắt trận. Lúc này mới có thể đem địa chi quy tắc cô động thành trận, loại trình độ này toàn bộ thiên vũ giới cũng chỉ có một người hắn. Đào quán ho khan hai tiếng nói. Vân thiếu, việc tu luyện không vội, cũng không có thể ở đây chờ chứ. Thế nào cũng phải có mục tiêu, là chờ thiếu chủ cảm giác trở nên mạnh mẽ sao. Lý Vân Tiêu tựa hồ không có tâm tư nghe bọn họ nói chuyện, nhắm mắt lại chậm rãi cảm ngộ hạ lực lượng lưu động, hững hờ nói. Có thể nói như thế, đừng quên có cảm ứng cũng không chỉ Diệp Phàm hiện tại đường kiếp hẳn là cũng ở trong kết giới bốn mùa, có những đại yêu kia hỗ trợ, bọn họ hẳn là có thể thay chúng ta tìm ra nặc á chi chu. Đến thời điểm đi đánh cướp là tốt rồi, vì lẽ đó trước lúc này chư vị đều phải dưỡng tốt tinh thần. Đánh cướp đại yêu Tất cả mọi người là một mặt cay đắng, bọn họ ý nghĩ chỉ là đục nước béo cò, hy vọng có thể tìm kiếm ra một cơ hội. Thừa cơ cướp đoạt nặc á chi chu, cùng những đại yêu kia chính diện đụng nhau, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Vân Đại Ca nói không sai, tất cả mọi người bình tĩnh lại tu luyện đi, ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì làm, có thể nhiều tu luyện một hồi cũng là tốt. Tuy rằng trong lòng Diệp Phàm cũng cay đắng, thế nhưng một đường lại đây, thực lực và tầm mắt của Lý Vân Tiêu đã thu được bọn họ vạn phần kính nể. Nếu như không có Lý Vân Tiêu, bọn họ sợ là đã sớm đoàn diệt, vì lẽ đó tuy rằng nội tâm hắn cũng có nghi hoặc, nhưng vẫn lựa chọn phục tùng vô điều kiện bắt đầu động viên mọi người. Lý Vân Tiêu đã ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt điều tức. Tỉ mỉ quan sát, trên người hắn hơi tỏa ra một tầng nhiệt lượng, còn hàm chứa linh khí không nhỏ ở bên trong. Tựa hồ ra rẻ tự mình phun ra nuốt vào linh khí chung quanh, thay thế miệng mũi tiến hành hô hấp. Diệp Phàm xem hết sức kinh ngạc, không biết Lý Vân Tiêu đây là công pháp gì, nghĩ đến đối phương tuổi cùng mình sấp xỉ. Nhưng có trình độ cao thâm khó giỏ như vậy, đối với loại nghị lực mỗi giờ mỗi khắc không ngừng tăng cao tu vi kia, không khỏi âm thầm kính phục. Mọi người Thánh Hỏa Điện từng cái từng mặt mày ủ rũ, nhưng không có cách nào chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống, có tu luyện hay không liền trời mới biết. Giờ khắc này khiếp sợ nhất đó là Tiểu Thanh ở trung tâm trận pháp, hắn một mặt nghiêm nghị, một tay bấm quyết, một đạo hỏa diễm từ trong tay bắt đầu bay lên. Sau một khắc, ở trên bầu trời Hổ Vương chiến xa dừng lại, chậm rãi hiện ra một đôi mắt sáng sủa, lớn như đèn lồng, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, trong mắt vẻ nghi ngờ không thôi. Loại phương pháp tu luyện này của Lý Vân Tiêu hắn cũng không xa lạ gì, hơn nữa hắn cũng là tu luyện như thế, đó là phun ra nuốt vào địa chi quy tắc, lực lượng bốn mùa. Nhưng hắn có thể làm được là bởi vì này kết giới bốn mùa này chính là vương tọa vũ đế dùng bản thể hắn biến hóa ra, cùng tâm thần mình liên kết, lúc này mới có thể thích làm gì thì làm, mượn trận pháp tu luyện. Mà thiếu niên trước mắt này, bất quá là vũ tông, cùng loại pháp tác trí cao địa chi quy tắc kia hoàn toàn đáp không lên một chút, nhưng mỗi tiếng nói cử động lại hoàn toàn ẩn chứa pháp tắc. Trong con mắt của hắn dần dần bắt đầu ác liệt. Giờ khắc này Lý Vân Tiêu không ngừng dùng hạ lực lượng dội rửa nhục thể cùng kinh mạch của mình, đem sức mạnh quy tắc từ mỗi bộ phận toàn thân hút vào trong cơ thể, thổ nạp đi ra, thu được chỗ tốt cực lớn. Loại chỗ tốt này người Thánh Hỏa Điện cũng rất vui vẻ hứng chịu, từng cái từng cái lộ ra khiếp sợ cùng mừng rỡ như điên, đặc biệt phùng chư cùng thích quang hai vị vũ tôn cường giả. Bọn họ đối với sức mạnh quy tắc vốn là có hiểu biết nhất định, hiện tại cảm thụ, mừng rỡ như điên, mới biết Lý Vân Tiêu nói không giả. Nhưng loại cảm thụ kia của bọn họ cùng Lý Vân Tiêu chìm đắm ở trong đó rội rửa là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Có thể đem sức mạnh quy tắc ngưng tụ thành trận, ngoại trừ đằng quang ra, thiên vũ giới lại không có người thứ hai. Nếu bị những siêu cấp thế lực kia biết trận pháp nơi đây ngưng tụ địa chi quy tắc mà thành, sợ là đã sớm hóa thành cấm địa của mình, cung cấp đệ tử trong môn phái tu luyện. Sau khi Lý Vân Tiêu nuốt vào lượng lớn vũ ý đạo quả, lại hấp thu lượng lớn nguyên khí, trực tiếp đột phá đến Tam tình Vũ Tông. Sau đó càng là dùng Thiên Hồn Thảo, cường đại hồn lực tầm bổ hồn phách, mà bản thân ẩn chứa linh khí càng là trực tiếp bị đan điền hấp thu, từng chút lắng đọng xuống, đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Nếu như đổi làm vũ giả bình thường đã sớm phá liền cấp mấy, nhưng khổ bức chỉ có hắn tự mình biết. Giờ khắc này lượng lớn nguyên khí tích lũy ở dưới hạ chi quy tắc rội rửa, rốt cục xảy bước vào tầng thứ cao hơn một đạo ánh sáng lục hợp cảnh giới ở trên người hắn hơi nổi lên bước vào tứ tinh vũ tông con mắt trên bầu trời kia rốt cục nhẫn nại không được bắn ra đạo đạo hàn quang tiểu thanh ở sau con mắt kia nổi lên sát theo đó cả người xuất hiện ở trên bầu trời một mặt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới lý vân tiêu hơi dương đôi mắt dương mắt cười nói nếu tới thì xuống đây đi lời của hắn để mọi người thánh hỏa điện giật mình đồng thời từ trong cảm ngộ đi ra dương mắt nhìn lên toàn bộ cảnh giác vạn phần. Tiểu Thanh khi nào xuất hiện ở phía trên, xuất hiện bao lâu, bọn họ hoàn toàn không biết. Mặc dù là hiện tại tận mắt thấy, cũng chỉ cảm giác mơ mơ hồ hồ, tựa hồ không chân thực. Ngươi làm sao có thể tùy ý chi phối lực lượng xuân? Hả? À. Tiểu Thanh mặt không hề cảm xúc, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, trong giọng nói mang theo hết sức bất mãn cùng địch ý. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, loại thái độ này của đối phương để hắn rất không thích vì vậy đánh cái ha ha, giãn gân cốt một cái nói. Người trẻ tuổi, ngươi liền nói chuyện như thế cùng ân nhân cứu mạng của mình. Mọi người thánh hỏa điện cũng đã gặp tiểu thanh, biết hắn chính là vạn cổ trường thanh thụ hóa hình. Nhất thời từng cái từng cái trên chán bạo hãn đi ra, thiên vũ giới còn có thể tìm tới tồn tại so với hắn tuổi càng lớn hơn sao. Người trẻ tuổi. Sắc mặt tiểu thanh phát lạnh, hư lạnh nói. Người trẻ tuổi. Hư, ngươi cứu ta chẳng lẽ là hảo ý hắn lạnh như băng nói tiểu côn cũng bị ngươi không chế chứ lý vân tiêu đón ánh mắt lạnh như băng của hắn cũng lạnh giọng nói nói như vậy là bạch cứu ngươi bằng cơn giận này của ngươi ta cần phải nói cho ngươi sao tiểu thanh nói hừ nếu tới thủy nguyệt kính hoa này sẽ không hoài hảo tâm sự cũng là hướng về phía bản thể ta mà đến đi đừng nói không phải coi như phải vậy có làm sao lý vân tiêu không chút nào né tránh hai người phong mang đối lập, bầu không khí càng ngày càng lạnh. Ở dưới trời mùa hè, cũng sinh ra từng tia ý lạnh. Con ngươi tiểu thanh thu nhỏ lại, bắn ra sát khí, lạnh giọng nói. Vậy thì chết. Hắn lâm không chỉ điểm một chút, quát lên. Hạ chi quy tắc, liệt nhật. Một vòng thái dương ở dưới đầu ngón tay hắn hình thành, càng ngày càng trói mắt, không kém thái dương trên bầu trời chút nào, chậm rãi rơi xuống. Nhiệt lượng to lớn tốc thẳng vào mặt, người thánh hỏa điện đồng thời hoảng hốt nhìn toàn bộ hổ vương chiến xa cũng bắt đầu hòa tan Liêu mạng vận chuyển nguyên khí chống lại mới có thể đem cỗ sóng nhiệt kia gạt ra nhưng da rẻ vẫn như cũ kịch liệt mất đi lượng nước da bắt đầu bị nảy hừ liệt nhật ta yêu thích tạo hóa nhất mạch hu lý vân tiêu đón mặt trời kia đi tới ở dưới mọi người trợn mắt há hốc mồm mặt trời kia lại bị hắn hút vào trong thân thể thể phách cường tráng vào đúng lúc này trở nên phồng lên mấy phần trên da tất cả đều là vẻ cổ đồng tỏa ra vi quang. Mặt trời kia bị hắn hút vào trong cơ thể, cả người ánh sáng vạn trượng, soi sáng xương cốt, bắp thịt rõ rõ ràng ràng, còn có dòng máu chảy xuôi, cả người hầu như trong suốt. Nhưng vẻn vẹn một cái hô hấp, tia sáng kia liền dần dần ảm đạm xuống, tựa hồ bắt đầu bị thân thể hắn tiêu hóa, khí tức trên người cũng thuận theo liên tục tăng lên. Con ngươi tiểu thanh mở lớn, một mặt giật mình cùng ngơ ngác nói. Thể thuật. Hắn đã phát hiện, Lý Vân Tiêu có thể trực tiếp hấp thu liệt nhật của hắn, không chỉ là bởi vì nắm giữ hạ lực lượng, có thể thu liệt nhật hóa thành đồ bổ, càng bởi vì thân thể mạnh, có thể tiêu hóa sức mạnh bá đạo vô cùng kia. Mắc mớ gì tới ngươi, hiện tại ngươi cũng nếm thử liệt nhật của ta. Lý Vân Tiêu hút thu liệt nhật xong, khí tức toàn thân nhảy lên tới tứ tinh vũ tông, hét một tiếng, chỉ tay hướng bầu trời điểm đi, tương tự một vòng thái dương hiện lên ở đầu ngón tay, đột nhiên bắn ra. Mi tâm tiểu thanh nhíu thành chữ xuyên, hắn rõ ràng cảm nhận được hạ lực lượng bốn phía không ngừng tràn vào trong vầng mặt trời trói trang kia thật giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn lý vân tiêu đối với hạ lực lượng cảm ngộ cùng điều khiển dĩ nhiên còn ở trên mình tuy rằng không biết ngươi là làm được bằng cách nào nhưng như vậy thì càng không thể lưu ngươi rồi tiểu thanh hét lớn một tiếng nói mở liệt nhật hướng hắn tấn công tới đột nhiên tan rã ra thật giống như một đóa khói hoa ánh sáng chói mắt hắn mới là người khống chế trận pháp này nắm giữ quyền hạn tối cao. Nếu địa chi quy tắc hạ đối với người vô hiệu, như vậy thử xem thiên chi quy tắc lôi đình. Theo hắn dứt tiếng, giữa bầu trời liệt nhật tán đi, hiện ra mây đen cuồn cuộn, sấm vang chớp giật. Người thánh hỏa điện từng cái từng cái xem trợn mắt há hốc mồm, ở trước mặt loại sức mạnh quy tắc quyết đấu này, bọn họ chỉ cảm thấy mình nhược bạo, căn bản không giúp được chút nào. Từng đạo từng đạo chớp giật từ trên không rơi xuống, trực tiếp ngưng tụ ở trên bàn tay Tiểu Thanh dần dần trở nên mạnh mẽ. Chớp giật soi sáng khuôn mặt hắn, cũng biến thành vẻ xanh nhạt, không chút biểu tình. Lý Vân Tiêu tâm thần tập trung cao độ, lôi đình này mạnh, nếu như không có thể tiếp được, sợ là ngoại trừ hắn cùng hai tên vũ tôn, tất cả đều sẽ hóa thành hôi phi yên diệt. Muốn chơi đại thì chơi đi, đừng tưởng rằng có quả cầu ánh sáng ở trong tay liền châu bò, làm tức giận ta, ta cho người vạn kiếp bất phục. Hai hàng lông mày hắn hiện ra một đạo hỏa vân, sau khi hồn lực thăng cấp cấp 6, phượng hoàng chân hỏa rốt cục có thể hiển hóa ra ngoài tuy rằng hình thể cực nhỏ nhưng là thần hỏa hàng thật đúng giá theo thần hỏa xuất hiện người thánh hỏa điện đều giật nảy cả mình đồng thời hướng bốn phía tản ra cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng kia đều một trận hãi hùng khiếp phía phượng hoàng chân hỏa tiểu thanh ngơ ác thất thanh đầy mắt đều là không thể tin tưởng tự lẩm bẩm chẳng trách tiểu côn sẽ đi với ngươi nguyên lai người nắm giữ thần hỏa đủ khiến hắn lần thứ hai nếp bàn sống lại hắn thất thố rất nhanh khôi phục như thường, lãnh đạm nói. Nhưng mà thần hỏa bực này, ngươi có thể điều khiển ra bao nhiêu uy lực đây? Nhất chiêu không cẩn thận, đầu tiên tan thành cho bụi chính là ngươi. Trên mặt Lý Vân Tiêu tất cả đều là vẻ ngoan lệ, ở dưới hỏa diễm chiếu dọi, có vẻ điên cuồng như nhập ma, giữ tận nói. Sợ cứ việc nói thẳng, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực ngươi có thể tới thử xem. Hai tay hắn dẫn ra mấy cái ấn quyết, tạo thành chữ thập từ từ chia mở, song quyền hư nắm, ở trong hai trường, hiện ra một khối bụi bặm màu vàng nhạt, không ngừng có ánh sao lấp lánh nhảy lên bốn phía. Theo hắn mở ra hai tay, bốn phía bụi bặm dần dần diễn hóa ra đại địa, không gian chìm xuống, tựa hồ chịu đến vô cùng trọng lực dẫn dắt, bắt đầu kịch liệt sụp xuống. Lần này Tiểu Thanh rốt cục biến sắc, so với nhìn thấy Phượng Hoàng chân hỏa còn khiếp sợ hơn, lôi điện chi lực trên người cũng trở nên cực kỳ bất ổn, dường như tâm tình của hắn như thế, đùng đùng lấp lóe liên tục. Hắn tựa hồ phí đi khí lực rất lớn mới từ trong miệng phun ra vài chữ, trầm giọng nói. Đại địa tức nhưỡng. Đại địa tức nhưỡng vừa ra, mới thật sự làm cho tiểu thanh kinh sợ, đứng ở trên trời cao, không hề nhúc nhích mảy may, trên mặt vẻ dãy ruộng liên tục. Ngươi ngược lại cũng biết hàng, tuy rằng tu vi của ta so với ngươi trên lệch mấy đại cảnh giới. Nhưng ngươi hiện tại thương thế quá nặng, khôi phục mấy phần. Ta dựa vào hai đại trí bảo này, đủ khiến ngươi hình thần câu diệt. Lý Vân Tiêu ngạo nhiên mà đứng, một bộ ai chống đỡ giết ai. Người thánh hỏa điện thì đã sớm trợn mắt há hốc mồm, hai món đồ trên người Lý Vân Tiêu này đều chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, bây giờ lại đồng thời xuất hiện ở trong tay một người. Chẳng trách hắn vẫn ngạo như thế. Đám người Diệp Phàm đột nhiên có một loại cảm giác không phục không được, một đường tới nay thiếu niên tu vi vũ tông kia, lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp cùng kiến thức vượt xa người thường, để bọn họ từng bước chuyển nguy thành an hiện tại ngay cả loại đồ vật truyền thuyết kia cũng một lần xuất hiện hai cái, trời mới biết hắn còn có đồ vật gì ở trên người. Tiểu Thanh cũng cảm giác giống nhau, tuy rằng ngày đó không nhìn thấy hắn đập ra Sơn Hà Đình, thế nhưng huyền khí mà Lý Vân Tiêu xuất thủ đập vụn trục chính hỗn thiên nghi cũng làm cho trong lòng hắn vạn phần kiên kỵ. Hắn vô cùng rõ ràng hỗn thiên nghi là siêu phẩm huyền khí không thấp hơn nặc á chi chu. Tuy rằng ngày đó sau một trận chiến hầu như đèn cạn dầu, nhưng mà không phải huyền khí phổ thông có thể chấn áp vỡ vụn trên mặt Lý Vân Tiêu một bộ ngạo cuồng, thần tình kia thật giống như đang nói. Đến đánh ta ha, đánh ta ha, đánh ta a, a a a Kỳ thực nội tâm hắn đã là hết sức khổ bức phiền muộn, giới thần bi ở sau khi nhiều lần hao tổn, hiện tại cũng đi tới trình độ đèn cạn dầu. Lúc này mới bất đắc dĩ trực tiếp đem hai trí bảo chấn áp vực giới lấy ra sung sung sức lực, đừng nói một lần triển khai hai cái trí bảo. Tùy tiện một cái hắn cũng không chắc có thể triển khai ra, hơn nữa hiện tại duy trì loại trạng thái này cũng đã vô cùng khó khăn vất vả dáng vẻ Lý Vân Tiêu cường trống, tiểu thanh nơi nào sẽ không thấy được, thế nhưng phía dưới là Phượng Hoàng chân hỏa cùng đại địa tức những hàng thật đúng giá, vẫn để cho hắn cực kỳ kiên kỵ. Hơn nữa vô số năm tháng tới nay, các loại nhân vật thiên tài tuyệt diễm hắn đều thấy, khi thế trên người thiếu niên trước mắt này, như những tuyệt thế cường giả kia, kiêu căng khó thuần, bễ nghĩa thiên hạ. Ngươi thật sự không phải nhòm ngó bản thể của ta. Tiểu Thanh rốt cục động đình chiến chi tâm, câu mày hỏi trong mắt Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ khinh bỉ, hừ nói. Mặc dù bản thể ngươi không tệ, nhưng so với Phượng Hoàng chân hỏa cùng đại địa tức nhưỡng làm sao? Ngoại trừ nặc á chi chu ra, ngươi cảm thấy nơi này còn có thứ đáng giá ta nhỏ ngó sao? Chớp giật trên người tiểu thanh dần dần biến mất, mây đen giữa bầu trời kia cũng thuận theo xua tan ra, liệt nhật lên không, lần thứ hai khôi phục khí hậu mùa hè nóng bức. Hắn hướng về Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói. Hy vọng ngươi nói là thật sự, bằng không ta người đầu tiên giết là ngươi lý vân tiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm vội vàng đem phượng hoàng chân hỏa cùng đại địa tức nhưỡng cất đi nguyên khí trong cơ thể hầu như tiêu hao hết sạch mồ hôi thẩm thấu ở trên trán vẫn cường chống dáng vẻ không có chuyện gì nói ngươi không khỏi quá đề cao mình bất quá ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ chuyện gì tiểu thanh mặt không hề cảm xúc từ tốn nói lý vân tiêu thu hồi dáng vẻ bất cần đời ngưng tiếng nói ta muốn đi nơi hoang cổ con ngươi tiểu thanh co rụt lại liếc mắt nhìn hắn xoay người liền muốn rời đi lạnh nhạt nói sau này hãy nói đi nếu như có cơ hội ta có thể giúp ngươi xem như là trả lại ngươi một món nợ ân tình hừ ngươi ngược lại cũng còn biết ta cứu mệnh ngươi lý vân tiêu khinh thường nói nếu bị những đại yêu kia thu đi ngươi liền vạn kiếp bất phục trên mặt tiểu thanh lướt qua một tia tàn khốc bóng người liền dần dần muốn biến mất ở giữa không trung lý vân tiêu bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó hướng về giữa bầu trời la lớn chậm đã nặc á chi chu thật sự ở đây sao cụ thể ở nơi nào không thể trả lời bóng người tiểu thanh hoàn toàn biến mất ở trên trời cao chỉ để lại bốn chữ nhàn nhạt, nhạt vang vọng trên bầu trời sau khi thân ảnh tiểu thanh biến mất mọi người thánh hỏa điện còn có chút chưa hoàn hồn lại trong mắt phùng chư lộ ra dị dạng dáng vẻ có chút thấp thỏm nói tiểu tử hai cái đồ vật kia của ngươi là thật sự Lý Vân Tiêu liếc hắn một chút, không tỏ rõ ý kiến, mà nói. Xem ra nặc á chi chu đúng là ở đây, bằng không tiểu thanh kia không cần ẩn giấu, trực tiếp phủ nhận liền được. Hơn nữa nặc á chi chu tồn tại hắn là biết đến, nhưng không thể lấy ra. Đám người phùng trư hai mặt nhìn nhau, đều là mồ hôi lạnh tràn trề, vẻn vẹn một câu không thể trả lời liền có thể suy đoán ra nhiều tin tức như vậy sao. Tiếp tục chờ đi. Lý Vân Tiêu lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống nói. Ta cuối cùng cũng đã rõ ràng mục đích những người yêu tộc kia, hẳn chính là vì cướp đoạt bản thể vạn cổ trường thanh thụ, còn công dụng, đại khái là chữa trị huyền khí của thương. Nếu như nặc á chi chu xuất hiện, bọn họ sẽ không bỏ qua. Tiểu Thanh qua nhiều năm như vậy cũng không lấy ra nặc á chi chu, có thể thấy được tầm quan trọng của chìa khóa, như vậy chúng ta lại càng không cần hoảng, chờ bọn hắn trước tiên nháo một trận đi thôi. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, ngồi xếp bằng xuống, lấy ra 100 triệu trung phẩm nguyên thạch mà tiền vô địch cho hắn bắt đầu tu luyện. Hắn vô cùng hào phóng đem rất nhiều nguyên thạch nổ tung, thêm vào hạ quy tắc chảy xuôi, một hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo hình thành ở trên hồ vương chiến xa. Đừng khách khí, nguyên thạch nhiều như vậy, ta một người cũng dùng không hết, thứ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ. Phùng Trư cũng đổi lòng tôn kính, xem ra tiểu tử này đạt được thành tích hiện tại tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chính hắn cũng là một phương cao thủ, tự nhiên biết trả giá càng nhiều thu hoạch càng nhiều, hơn nữa lòng dạ không nhỏ, còn biết lung lạc người người thánh hỏa điện cũng đồng thời tu luyện nhưng rất nhanh bọn họ liền từng cái từng cái nhíu mày tuy rằng linh khí dày đặc nhưng ở bên người lý vân tiêu là hấp thu không tới nửa điểm nguyên khí toàn bộ như sông lớn vào biển rót vào trong cơ thể hắn sau khi kinh ngạc cũng cảm thấy có chút đỏ mắt đồng thời rời xa chiến xa trực tiếp lơ lửng giữa không trung ngồi xếp bằng xuống tuy rằng linh khí mỏng manh chút nhưng bao nhiêu còn có thể uống chút canh thân thể lý vân tiêu như một cái vòng xoáy thành tốt nguyên thạch nổ tung không bao lâu liền bị hắn hấp không, người thánh hỏa điện ngồi cách hắn càng ngày càng xa, đến mặt sau căn bản không có nửa phần nguyên khí, từng cái từng cái khổ não liền dứt khoát cảm thụ quy tắc, không hy vọng chia sẻ nguyên thạch của hắn. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đột nhiên bên trong không gian không ngừng truyền đến vang vọng, toàn bộ thế giới đều rung động, thật giống như có loại cảm giác đất rung núi chuyển. Đám người Lý Vân Tiêu đồng thời từ trong tu luyện thức tỉnh, nhìn bốn phía không có bất kỳ khác thường gì, chấn động mãnh liệt vẫn là xa xa truyền đến, nhưng không tìm được đầu nguồn. Có người mạnh mẽ phá trận rồi. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn bầu trời một lúc, quả quyết nói. Chư vị mau trở về, chúng ta đi ba quý khác nhìn. Người thánh hỏa điện lập tức trở về trên chiến xa, Lý Vân Tiêu nhanh chóng ngưng khắc lại một cái trận pháp, từng đạo từng đạo ánh sáng bao quanh chiến xa, dần dần biến mất ở trong mùa hạ. Chấm chấm chấm. Ở trong đầy trời xuân sắc trong tay ngư dương chu cầm một cái trận bàn tựa hồ đang so sánh phương vị mặt mày ủ rũ đi qua đi lại trong miệng không ngừng tự nói đi phía trái ba bước quẹo phải bảy bước không đúng không đúng lại rối loạn hắn cầm lấy trận bàn vỗ xuống đầu của mình như phát điên trên trận bàn từng đạo từng đạo ánh vàng bay vụt ra trên không trùng tạo thành đường nét phức tạp không ngừng nhằng nhịt khắp nơi lẫn nhau diễn sinh còn có lượng lớn con số xếp hàng thôi diễn tính toán Ánh mắt Ngư Dương Chu không ngừng chọn đọc những biến hóa kia, trong đầu nhanh chóng tính toán, miệng cực nhanh báo các loại con số. 9, 6, 17, 18, a. Thôi diễn càng lúc càng nhanh, những tia sáng cùng quang tự kia gần như sắp chỉ còn dư lại tàn ảnh, chiếu rọi ở trên mặt Ngư Dương Chu, lông mày càng ngày càng gấp. 19, định. Hắn đột nhiên hét một tiếng, bàn tay bay thẳng đến trận bàn chụp tới, hết thảy con số cùng đường nét trên không trung ngưng tụ không tiêu tan chậm rãi rơi vào đại địa, kéo dài ra, thật giống như mạng nhện bù đắp, hiện lên ở dưới chân hắn, vẫn mở rộng đến phía trước. Trong miệng Ngư Dương Chu yên lặng đếm lấy, thu hồi trận bàn, từng bước một dọc theo những đường nét kia cẩn thận từng ly từng tí một tiếp tục đi. 56, hẳn là nơi này rồi. Hắn một cước đạp ở trên cỏ, phía trước có một cây liễu che trước mắt, hắn nhìn kỹ lại. Cây liễu này cùng còn lại cũng không có bao lớn khác biệt, đầy canh diệp mộng, ở dưới xuân lực chảy xuôi càng ngày càng mạnh mẽ. Ngư Dương Chu một chỉ điểm ra, ở trên cây liễu ngưng khắc ra phù hiệu màu vàng óng cùng các loại đường nét, cả cây liễu bắt đầu trở nên ánh vàng chói lọi, dần dần ở trong ánh sáng hóa thành cho bụi. Theo cây liễu kia dập tắt, bốn phía hiện ra ba trận pháp hình vòng tròn, xa xa cách nhau, vô hạn mở rộng. Thiên diễn trận bàn này quả nhiên không mua không, rốt cục thật sự bị ta tìm tới, ha ha. Hắn vui mừng khôn xiết, nhìn cảnh sắc chung quanh không ngừng biến hóa, có chút ức chế không được nội tâm kích động không chỉ có báu vật mình khát vọng khả năng sắp hiện lên trước mắt, hơn nữa có thể tìm tới vương tọa vũ đế bày xuống mắt trận, cũng là cảm giác thành tựu lớn lao. Ba cái trận pháp ở trên mặt đất bình hành triển khai, hầu như nối liền thiên địa, tự thành tam giới, cho thấy tâm ý hùng vĩ. Không hổ là vương tọa bày xuống trận pháp, loại trận ý này, ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp ba. Ngư dương chu kinh thán không ngớt, xem xét tỉ mỉ trận pháp diễn biến, rất nhanh rơi vào trong đó, có chút si mê trong ba tòa đại trận này biến hóa ra trận ý thôi diễn ẩn chứa lĩnh ngộ của đằng quang đối với đại đạo vô thượng đối với mỗi một trận pháp sư mà nói này đã là của cải to lớn nhất sau khi trận pháp diễn biến đến mức tận cùng hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai thịnh quá tất suy bắt đầu dần dần tiêu vong ba tòa trận đầu vô cùng quảng đại kịch liệt cô động ra hóa thành ba đám năng lượng tinh khiết nhất đình trệ trên không trung dần dần hòa tan đó là trong con ngươi ngư dương chu lộ ra vẻ mừng rỡ nhưng dần dần biến thành ngạc nhiên, sau đó là khiếp sợ, cuối cùng sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Thiên tri quy tắc, vũ. Hắn kinh hãi hét lớn một tiếng, hoảng loạn nói: tại sao lại như vậy? Nơi này dĩ nhiên là cả bẫy. cả người hắn lập tức lạnh tới cực điểm, đoàn năng lượng trên không trung kia hiển hóa ra dáng vẻ một giọt thủy châu, chậm rãi tản ra, theo ý mà xuống. mưa phùn lách tách như yên như sương, vô thanh vô tức, ánh vào trong mi mắt ngư dương chu nhưng dường như lạnh lẽo đến đáy lòng. Quanh thân các loại sức mạnh theo đó tán đi, cửu thiên đế khí của mình và đúng lúc này vẫn chuyển dị thường khó khăn, ở dưới trời mưa kia, tựa hồ bị triệt để áp chế. Gió thảm mưa sầu, mưa gió giả dích, mưa gió mịt mù. Vương tọa, ta mười 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 tổ tông mười tám đời nhà ngươi. Ngư dương chu sợ hãi giống to, hơi thở của cái chết dâng lên trong lòng, thiên diễn trận bàn trong tay nháy mắt hóa thành một thanh kiếm, đâm ra vạn đạo ánh kiếm hóa thành một mảnh kiếm hải đem mình bảo vệ, quanh thân tất cả tựa hồ cũng đã không tồn tại, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, gào thét mà tới. Mảnh ánh kiếm biến thành chi hải, ở dưới mưa phùn càng ngày càng yếu, thùy thời muốn dập tắt. "Lão tử không cam lòng a, à. ta bất quá là đến chơi, liền muốn chết ở nơi này sao?" Trong đôi mắt Ngư Dương Chu đều là vẻ tuyệt vọng, cắn răng một cái đem toàn bộ sức mạnh rót vào trong thiên diễn trận bàn, cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong đó, đem khí tức kích phát đến mức tận cùng nay cai phá trận bàn gì, lão tử táng ra bại sản mới mua được, kết quả còn hại ta, bạo, bạo, bạo cho ta. Thiên diễn trận bàn phóng ra hào quang chói mắt, đột nhiên muốn nổ tung lên, sức mạnh hướng bốn phía bao phủ mà đi, hình thành một cơn bão đem vũ chi quy tắc chống cự ở bên ngoài. Mắt ngư dương chu sáng lên, tựa hồ nhìn thấy một tia hy vọng, lập tức bảy, tám kiện các loại huyền khí cao cấp đều xuất hiện ở quanh thân. Hắn lại nắm một cái cấp cao đan dược như hạt đậu giống như đổ vào trong miệng nuốt vào, cửu thiên đế khí phong cuồng rót vào này vài món huyền khí bên trong. Từ cấp 6 đến cấp 8 đều có, giờ khắc này hắn không chú ý nổi nhiều như vậy. Đừng nói huyền khí, chỉ cần có thể bảo mệnh, chính là nội khố cũng muốn lấy ra bạo. Cửu thiên đế khí, dẫn. 7. Tám kiện huyền khí kia nối liền một loạt, đồng thời phóng ra ánh sáng to lớn, ba ngày đâm nhói hai mắt. Hắn hét lớn một tiếng, này huyền khí ở trong tay hắn múa đứng dậy, dường như một cái trường côn, hướng về phía trước đập tới hắn mình cũng hóa thành một ánh hào quang, một cái màu vàng chiến giáp phù trên người bây giờ, theo sông lên trên, hét lớn. Bạo, 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 mở ra cho ta một con đường, ta không muốn chết à. ầm 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 Chấm chấm chấm. Những huyền khí kia từng cái nổ tung, sức mạnh liên tiếp, lẫn nhau chồng chất lên, hóa thành một đạo uy long gầm thét lên nhằm phía vũ pháp tắc. ầm 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 Uy long trực tiếp nổ tung, ngư dương chu chịu đến lực lượng xung kích chiến giáp màu vàng dập tắt trực tiếp phun ra ngoài một ngụm máu không gian trước mắt dần dần xoay chuyển một cái ban ngày đường nối nổi lên dẫn tới không biết bên ngoài hắn cái gì cũng không kịp nhớ dùng hết bên trong đan điền cuối cùng một tia khí lực trong nháy mắt xông ra ngoài này ban ngày đường nối bất quá là hiện lên trong nháy mắt ở hắn vọt qua sau khi liền dần dần nhấn chìm toàn bộ bầu trời một mảnh mưa phùn mờ mịt vung theo ý tung mưa xuân quý như mỡ dương liễu hoa đào, tế thảo, chim én, kim ngư, ở này mưa xuân bên dưới thẩm thấu sinh trưởng, vui vẻ nô đùa. Cùng lúc trước này sức mạnh mạnh mẽ xông tới hình thành thị giác trên rất lớn trên lệch, khiến người ta có chút khó có thể thích ứng. Tiểu Thanh ở trung tâm kết giới, lộ ra vẻ khó tin, kinh hãi tự lẩm bẩm. Xúc động hư nhãn, dẫn vũ chi quy tắc, lại vẫn có thể chạy thoát. Ngư Dương Chu biểu hiện để hắn rất là khiếp sợ, vốn cho là tình thế chắc chắn phải chết, lại bị hắn mở một con đường đi ra ngoài xem ra ngươi cũng không phải vũ đế bình thường a à, may là ngươi đã bị thương nặng liền để ta đến kết thúc ngươi đi tiểu thanh cảnh sắc trước mắt không ngừng biến hóa đứng dậy tựa hồ đang tìm tòi ngư dương chu tung tích tự nói chạy trốn tới đi đâu rồi mặc dù là mở ra đường hầm vận chuyển cũng không cách nào thoát đi kết giới bốn mùa nhất định là trốn ở một cái nào đó mùa bên trong đạo ánh sáng kia tựa hồ là mùa đông toàn bộ lực lượng kết giới đều ở trong bàn tay hắn nhưng nếu đối phương sử dụng bí pháp ẩn giấu thân hình Hắn cũng trong thời gian ngắn nắm bắt không tới. Hắn đem thần thức đưa vào trong Đông Chi Kết Giới bắt đầu sưu tầm, trong giây lát tựa hồ phát hiện cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, một mảnh sát cơ lập tức hiện lên ở trong trong mắt. Ở một mảnh băng thiên tuyết địa, cương vực ngàn dặm đóng băng, hơn 10 người nhẹ nhàng trôi nổi ở trên bầu trời bình nguyên, phía dưới bóng loáng như gương, như là một mảnh hồ nước bị đông cứng, từng trận hàn khí bay lên. Chỉ có lê một người ở trên mặt hồ vừa đi vừa khắc họa cái gì, trong phạm vi ngàn mét bị nàng to to nhỏ nhỏ khác hơn 10 đồ án. Ngoại trừ các loại đường nét cùng phù hiệu quái lạ ra, còn có một chút yêu thú hình thái khác nhau, trông rất sống động. Những đồ án này nhìn như tồn tại đơn độc, rồi lại lẫn nhau liên tiếp, các loại hô ứng, từ bầu trời nhìn xuống, nối liền nhất thể, dường như một bức mãnh thú đổ. Lê vẽ lên một bút cuối cùng, đem băng tiết trên mặt hồ thổi ra, cả người nhảy lên một cái, lâm không ở phía trên trung ương đồ án, nói. Mọi người tàn ra, ta phá tan chỗ mắt trận này người tứ cực môn vừa nghe cấp tốc bay khỏi bầu trời hồ nước rất xa quan sát chỉ còn dư lại vài tên yêu tộc còn ở trên bầu trời vũ có chút không yên lòng lo lắng nói bốn mùa chi trận này tuần hoàn đền đáp lại mãi mãi không có lối ra người bay trận thực lực mạnh không thể tưởng tượng nổi nơi này thật sự sẽ là vị trí mắt trận sao ta sợ hắn bày xuống hư nhãn cửu tử nhất sinh thương mỉm cười tựa hồ vô cùng có lòng tin nói ngươi đây liền không cần lo lắng nàng là lê trong cửu lê bộ tộc a trong toàn bộ yêu tộc nếu bàn về bí pháp dị thuật chi mạch nào so sánh được cửu lê tộc đúng không lê khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt của lê và đúng lúc này trở nên nghiêm nghị chưa bao giờ có trong mắt xẹt qua một tia sầu lo khó có thể phát hiện thương mỉm cười lập tức cứng lại ngạc nhiên nói làm sao có vấn đề sao lê bình tĩnh nói luận trình độ trận pháp ở niên đại kia của ta tuy không dám nói đang phong tạo cực đệ nhất thiên hạ nhưng mà là nổi bật. Nhưng bốn mùa chi trận này, Hoàn Mỹ có chút khó mà tin nổi, dĩ nhiên không tìm được bất kỳ kẽ hở, thật không thể tin được đây là người nào bày xuống trận pháp, chẳng lẽ là thần cảnh cường giả. Thương giật mình nói, làm sao có khả năng, đừng nói trận pháp, coi như là quy tắc, vũ đạo, đều sẽ tồn tại kẽ hở, chỉ cần là đồ vật tồn tại, liền nhất định có thể dập tắt. Trên mặt Lê nổi lòng tôn kính, trang trọng nói, không sai. Vì lẽ đó trình độ người bày trận này trên xa ta, nên ta mới tìm không ra kẽ hở trong trận pháp của hắn, chỉ có thể tìm ra mắt trận mạnh mẽ phá tan. Nhưng trong đông chi thiên địa này, hư nhãn có ít nhất ba chỗ, hư thực kết hợp, không thể phỏng đoán. Phía trước xuất hiện ba cái hư nhãn, đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, nếu như phá sai, sợ là vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó, trên mặt nàng lộ ra vẻ cực kỳ thận trọng nói. Kính xin chư vị trước tiên rời xa nơi đây, càng xa càng tốt. Lê nói xong, toàn bộ bầu trời hồ nước liền vô cùng nghiêm nghị, tất cả mọi người đều là vẻ ngột ngạt, sắc mặt dị thường khó coi. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Thương trầm giọng mở miệng hỏi. Lê bình tĩnh nói. Thương đại nhân, ta không muốn lừa dối ngươi. Cái mắt trận này ta phán đoán là thật, nắm chặt có ít nhất 8 phần 10 trở lên. Nhưng nắm chặt có thể phá tan chỉ có 5 năm, sau khi phá tan còn có thể bình yên vô sự, một thành cũng không có.